Xin chào quý anh chị, hiện tại Hồi đang đứng ngay tại công trường thi công dự án TKC Ocean Suite Kỳ Co. Thì hiện tại thì công trình đang thi công rất là nhộn nhịp và hệ thống máy bê tông để đưa bê tông vào đổ bê tông để tạo mặt bằng để chuẩn bị thi công các hạng mục. Và các xe công trình ra vào rất là nhộn nhịp. Như anh chị thấy trước mắt thì hiện tại xe ủi, sắt xe cơ giới thi công cũng đang là làm việc. Công trình thi công rất là nhộn nhịp như quý vị anh chị đã thấy. Xe chở các vật tư của công trình. Như anh chị thấy xe kia là mặt biển Nhân Hội, rất là trong xanh và rất là đẹp đúng không anh chị? Xin chào quý anh chị khách hàng và quý anh chị nhà đầu tư. Thì hiện tại Hồi đang đứng ngay tại dự án Nhân Hội New City và dự án TKC Ocean Suite Kỳ Co. Thì hiện tại trước mặt quý anh chị đây đang là công trình đang thi công trục đường N4. Và trục đường này kết nối giữa quảng trường biển và đường đại lộ phía đông. Và đường đại lộ phía đông của dự án. Thì những ngày cuối năm này thường thì các công nhân rồi thì thường là sẽ nghỉ Tết, nhưng mà không, đây là công trình của TKC và các công nhân, và hiện tại là các công nhân máy móc đang làm rất là nhộn nhịp để nhanh tiến độ để bàn giao kịp cái tiến độ dự án của TKC Ocean Suite cho đến quý nhà đầu tư vào quý 4 năm 2024. Và trước xe kia như anh chị đã thấy ngay chỗ mà cái cần cẩu đó, đó là cái chỗ công trình thi công cái hạng mục cổng Tori. Đó là một hạng mục, cũng là một trong những hạng mục của dự án căn hộ TKC Ocean Suite. Sau khi xây dựng xong, chắc chắn đây sẽ là một điểm địa điểm check-in và địa điểm du lịch mới của thành phố biển Quy Nhơn. Xin mời quý anh chị cùng quan sát.